Mới đây, một đội trắc địa biển đã đổ bộ lên đảo U Linh, nơi hàng chục năm trước thiên thạch rơi xuống, dẫn đến núi lửa ngầm phun trào. Các nhà khoa học đã phát hiện được thực vật kỷ Jura ở trên đảo. Hiện tại đã có đội ngũ an ninh chuyên nghiệp lên đảo bảo vệ sự an toàn của các nhà khoa học. Đài chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi hoạt động nghiên cứu khoa học này. Mong đợi thế kỷ này sẽ có thêm nhiều phát hiện trọng đại. Nó cử động rồi. Nó vừa cử động rồi. Đúng, ngay lúc nãy nó đã cử động. Hiện tại là ngày 13 tháng 6 năm 1980, thứ sáu trời nắng. Vào ngày thứ 8, đội nghiên cứu khoa học lên đảo vô tình có được một trứng sinh vật cỡ lớn. Có lẽ nó sắp nở thành công. Tôi hy vọng nó tuyệt đối đừng là... Hiện tại là thứ sáu, ngày 13 tháng 6 năm 1980, trời nắng, chênh lệch nhiệt độ. Cả mọi người không được rút lui. Bảo vệ căn cứ. Có khủng long thật à? Nổ chết mày.
tiến sĩ Triệu. Rốt cuộc là ở đâu? Viện khảo sát nghiên cứu hàng hải một quốc gia Đông Nam Á. 8 độ rồi. Biết rồi, biết rồi. Mình lên trên đây. Ừ. Này, đúng rồi. Trong phòng cậu có khách. Khách? Bỏ xuống. Ông có biết phép lịch sự không vậy? Tôi bảo ông bỏ xuống, nghe thấy không? Chào cô, tiến sĩ Triệu. Nóng tính phết. Có việc gì? Đảo U Linh. Tôi không biết đảo Linh gì cả. Thiên Thạch, chắc cô biết chứ. Tiến sĩ Triệu, hai tấm ảnh vệ tinh này là Liên Xô và Mỹ lần lượt chụp vào năm 1987 và năm 1988. Tôi tin rằng với sự thông minh tài trí của tiến sĩ Triệu, nhất định sẽ tìm được manh mối từ hai tấm ảnh này. Xin lỗi, tôi không nhìn ra hai tấm ảnh này có bất cứ manh mối gì. Việc của ông tôi không giúp nổi. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Mời ông về cho. Ở cùng một địa điểm, không cùng một thời gian, tuyệt đối không thể xuất hiện hai đám mây có hình dạng hoàn toàn giống nhau. Vì vậy đó vốn không phải mây, mà là khối không khí. Thế thì kích cỡ của khối không khí chính là kích cỡ sau khi từ trường chồng lớp. Chính là nơi này.
Anh làm gì đấy? Tiến sĩ Triệu Tuyết Lê, cô cũng chẳng nghĩa khí gì cả. Đã biết tung tích của đảo U Linh cũng không báo cho tôi. Tại tôi sợ các người đến nạp mạng đấy. Chỉ có tấm bản đồ này thì tôi không tìm được thiên thạch đâu. Thế thì càng không liên quan đến tôi. Chẳng lẽ cô không muốn biết tung tích của bố cô? Sao không biết bố tôi? Thật quá đáng tiếc. Đi. Được, tôi đồng ý với ông cùng đến đảo U Linh. Nhưng ông cũng phải đồng ý với tôi, một khi gặp phải nguy hiểm lập tức dừng hành động. Được, tôi đồng ý với cô. Bây giờ tôi sẽ cho người chuẩn bị thuyền. Đi thuyền không đến được đảo U Linh đâu. Tiến sĩ Triệu, giới thiệu với cô, cậu ta tên Raka, chuyên gia chất nổ thiên tài. Người bên cạnh cô tên Tăng Cát, là chuyên gia sinh tồn nơi hoang dã. Cậu ta sẽ phụ trách sự an toàn của cô. Chỉ dựa vào bản lĩnh ức hiếp phụ nữ thì chắc chắn không lên đảo Linh được đâu. Tiến sĩ Triệu, cô khỏi phải lo. Nhìn ngoài cửa sổ đi. Trên chiếc máy bay kia, ngồi trên đó toàn là cánh tay đắc lực đã đi theo tôi nhiều năm. Máy bay đã đến điểm giới hạn. Mọi người chuẩn bị nhảy dù. Hai ngày sau tôi đón mọi người trở về. Không chờ người đến trễ. Chúc may mắn. May mắn cái con khỉ. Lấy máy bay cho dẫn đi đã. Đi. Nhảy. Ông chủ, điện thoại vệ tinh từ bên kia. Yên tâm đi, tôi đích thân dẫn đội lên đảo. Trong vòng 2 ngày nhất định sẽ tìm ra thiên thạch. Tiến sĩ Triệu, tiếp theo chúng ta nên đi theo hướng nào vậy? Cả đi theo, tuyệt đối đừng rớt lại đằng sau. Cậu sao vậy? Đi thôi. Cương, cái này là gì? Tôi từng đi rất nhiều đảo quan, chưa từng thấy loại côn trùng này. Sao lại là Archaeopteryx? Archaeopteryx là gì?
một loài sinh vật nguy hiểm đã tuyệt chủng ở kỷ phấn trắng. Cương, cẩn thận. Cô làm gì đấy? Đã không còn giá trị nữa. Im miệng. Cứ để cậu ta ra đi không đau đớn đi. Nơi này là rừng nguyên sinh đấy. Từ bi chẳng ích gì đâu. Đừng lại gần. Dừng. Tăng Cát, chuyện gì vậy? Ông chủ Đô ngã rẽ. Jack, cậu Ivan, bỏ cạp, canh gác tại chỗ. Dừng bắn. Rút.
chạy mau. Dừng bắn. Bó cáp. Bó cáp. Bỏ cáp. Cẩn thận. Cậu lên trên xem thử. Đi đi. Không sao, không sao nữa rồi. Có thể ra ngoài rồi.
chuyên bắn. Ivan, đi xem thử có lối ra không. Được. Ở đây có lối ra. Rút. Ôi trời ơi. Vậy mà lại là một con khủng long, bọ cạp, rắc. Xin lỗi Ivan, dù có thế nào, chúng ta cũng phải sống sót rời khỏi đây. Phải lập tức chấm dứt lần nghiên cứu khoa học này lại. Lần nào kết thúc, do tôi quyết định. Ông điên rồi sao? Đó là khủng long đấy, đừng nói là khủng long. Dù có gặp phải Diêm Vương, tôi cũng phải tìm ra thiên thạch. Ban đầu ông đã đồng ý với tôi, một khi gặp phải nguy hiểm, sẽ lập tức dừng lại. Tôi thực sự rất thích sự ngây thơ của nhà khoa học các cô. Tôi đã đồng ý thì nhất định phải thực hiện sao? Ông đang bắt mọi người nạp mạng để thỏa mãn ham muốn cá nhân của ông. Tất cả những người ngồi đây, có ai không đến hòn đảo này vì ham muốn cá nhân? Lẽ nào cô không phải sao? Được. Ông không đi, tôi đi. Ở đây còn có ai muốn rời khỏi hòn đảo này? Bây giờ đứng ra chúng ta cùng tính toán rõ ràng. Rắc ca, tôi xin các vị, tôi chỉ đến để nấu mình thôi. Những việc khác đều không xen vào. Tăng Cát, cậu nghĩ thế nào? Ông chủ đô, ông nghiêm túc quá. Tiến sĩ Triệu chỉ đùa thôi. Hòn đảo này nguy hiểm như vậy, cô ấy có thể đi đâu được? Thế thì quá tốt đi chứ. Vậy thế này đi, tôi cứ giao tiến sĩ Triệu cho cậu. Nếu xảy ra bất trắc gì, tôi hỏi tội cậu. Dù có thế nào, cũng đi theo nhóm trước đã. Đi một mình kiểu gì cũng chết chắc. Sao anh cứ ăn cái này hoài vậy? Hương vị quê hương. Xin lỗi, lúc trước tôi luôn hiểu lầm anh. Anh còn 5 lần 7 lượt cứu tôi. Cảm ơn anh. Đừng cảm ơn tôi. Tôi chỉ biết ức hiếp phụ nữ thôi. Tôi dựa vào thủ đoạn này để xông pha giang hồ đấy. Tôi thích bị phụ nữ ức hiếp hơn, đặc biệt là mẹ tôi. Nếu ban đầu tôi kiên quyết thêm chút nữa, thà chết không hợp tác với Đồ Triết, thì có lẽ mọi người sẽ không. Rõ ràng là tôi trói bắt cô đến mà, sao lại là lỗi của cô được? Đồ Triết nói không sai. Quả thật tôi là vì tư lợi cá nhân của mình. Nhưng lúc đó đầu óc tôi thật sự chẳng có chút lý trí nào. Tôi chỉ muốn nhanh chóng lên đảo, nhanh chóng tìm ra bố tôi. Nếu ngay cả bố mình cũng không tìm, thì đó là không có trái tim.
Tôi không lấy cái này đâu. Nếu còn gặp phải nguy hiểm như vừa rồi, đây là nguyên tắc. Đầu, né qua một chút. Ra đây đi. Đã nghe đủ chưa? Với tình hình hiện tại, Ngọc Tử thấy quá nguy hiểm. Ngọc Tử, chúng ta đã bị ép vào đường cùng rồi, không thể quay đầu được nữa. Có phải con sợ rồi không? Bố nuôi, cái mạng của con đều do bố nhặt về. Con nhất định thề chết bảo vệ sự an toàn của bố. Có người may mắn sống sót. Cô đoán xem sẽ là ai đây? Tăng Cát, tranh thủ thời gian thu dọn. Chạy mau, chạy mau, nhanh. Cẩn thận, Ngọc Tử, lên.
cháy. Tăng cát, tăng cát. Lê, nổ súng đi. Nổ súng. Nhanh lên. Giết sạch thần quỷ. Rút. Anh không sao chứ? Rút. Chạy mau, đi. Tay của anh phải nhanh chóng cầm máu. Mấy con khủng long đó rất nhạy cảm với máu. Nếu không cầm máu thì rất dễ bị chúng phát hiện. Các anh em, rạng đông ngay trước mắt. Mọi người phấn chấn lên. Tất cả chuẩn bị cho tôi. Lập tức lên đường. Tọa độ của thiên thạch ở ngay đây. Nhưng cụ thể ở đâu, ông tự tìm đi. Bây giờ ông có thể giết tôi bất cứ lúc nào. Tiến sĩ Triệu, cô tuyệt đối đừng dùng lời nói kích động tôi. Tìm kiếm xung quanh đây, tôi cho các người 2 tiếng đồng hồ. Nhất định phải tìm ra thiên thạch cho tôi. Kể từ bây giờ, tôi sẽ không tìm thiên thạch cho ông nữa. Cái gì? Thằng nhãi, cậu đang đùa với tôi phải không? Đừng quên, cậu nhận tiền của ai? Các anh em của tôi chết hết ở đây rồi, còn cần tiền để làm gì nữa? Bây giờ chuyện quan trọng nhất không phải tìm thiên thạch, mà là bảo đảm sự an toàn của mọi người. Con khủng long bạo chúa kia có thể quay lại bất cứ lúc nào. Thank you.
cháy. Mày làm tao cấn chết đi được. Đi đi, đi đi. Các người là người thật. Các người là người thật. Đúng là cái mùi này. Các người không sao chứ? Mau mau mau, mau ngồi xổm xuống, mau ngồi xổm xuống. Cắn nó. Thế nào rồi? Thế nào rồi? Không sao. Họ là người tốt, không phải kẻ xấu. Không sao đâu. Yên lặng nào. Yên lặng nào. Yên lặng nào. Đúng, yên lặng. Yên lặng. Yên lặng. Yên lặng. Đúng. Yên lặng. Không sao đâu. Không sao đâu. Con xem. Con cho nó ăn đi. Nó ngoan lắm. Con xem. Được rồi, được rồi. Rồi mà, được rồi. Đừng căng thẳng. Được rồi, được rồi. Được rồi. Rồi, đứng lên nào. Xong rồi, ổn cả rồi. Đi đi, đi đi. Đi ngủ một giấc đi. Kỳ tích. Đúng là kỳ tích. Đi. Mỹ Linh, bao nhiêu năm rồi em chẳng thay đổi chút nào. Bố, con là Tuyết Lê. Tuyết Lê. Dân. Tuyết Lê. Dân. Con gái cưng của bố. Bố lú lẫn mất rồi.
mẹ con đâu? Mẹ, 7 năm trước mẹ đã qua đời rồi. Mẹ đi rất thanh thản. Mỹ Linh của anh. Tuyết Lê, bố không ngờ lúc sinh thời còn được gặp lại con. Bố, bao nhiêu năm nay bố đã trải qua những gì? Những năm qua đều nhờ con khủng long bạo chúa này. Con khủng long bạo chúa này vừa ra đời, người đầu tiên nó nhìn thấy chính là bố. Do đó, nó nảy sinh một mối quan hệ rất thân thiết với bố. Mấy năm nay, nhờ con khủng long này, bố mới thoát khỏi sự truy sát của những con khủng long khác. Tuyết Lê à, xét theo ý nghĩa nào đó, con chính là anh của nó. À không, con là chị của nó. Nó là em trai con đó. Nhiều người thế này, thế này là sắp được khai phá rồi hả? Quả là kỳ tích đó, tiến sĩ Triệu. Không ngờ 10 năm sau còn được gặp lại ông. Đúng là có phúc ba đời. Mọi người đều là người mình. Có gì từ từ nói, cậu im miệng cho tôi. Ông chủ đô. Hả? Ông có ý gì đây? Tăng Cát, ông ta là cứu tinh của chúng ta đấy. Tiến sĩ Triệu, có một việc nhỏ ông nhất định phải giúp tôi. Ông cũng muốn ăn lá cây chứ gì? Tiến sĩ Triệu hài hước thật đấy. Nếu con gái ông hài hước bằng nửa ông thì tốt rồi. À đúng rồi, chắc chắn ông biết vị trí thiên thạch nhỉ. Cho tôi biết đi. Được thôi. Bên bờ sông có đầy ra còn gì? Các người muốn làm gì? Đừng làm hại Tuyết Lê. Tiến sĩ Triệu, tôi không có thời gian phí lời với ông. Chỉ cần ông cho biết vị trí thiên thạch, tôi tuyệt đối không làm khó bố con ông. Thiên thạch không thể di chuyển được. Từ trường của thiên thạch liên quan tới mạch máu của cả đảo U Linh. Động vào thiên thạch, toàn bộ sinh vật trên đảo đều sẽ hủy diệt trong chớp mắt. Tiến sĩ Triệu, sự kiên nhẫn của tôi là có hạn. Nếu ông còn không đưa ra quyết định, tôi không dám đảm bảo phát súng tiếp theo của tôi có còn bắn lệch hay không. Tôi đồng ý với ông. Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Tiến sĩ Triệu, ông đừng có chơi tôi đấy. Bên dưới toàn bộ hòn đảo thật ra là núi lửa ngầm, chịu ảnh hưởng của từ trường. Ngọn lửa do miệng núi lửa bắn ra sẽ phun ra từ những kẽ hở trên mặt đất, duy trì khoảng 10 phút, tắt 10 giây, rồi lại phun lửa tiếp.
đi. Lũ khốn nạn các người, nói lời không giữ lời. Đồ chiếc, ông là gã khốn. Khốn nạn, đi. Thiên thạch của tao, cuối cùng tao cũng tìm ra mày rồi. Đồ chiếc, ông tìm thấy thiên thạch rồi. Ông mau thả con gái tôi ra. Dỗi gì chứ? Đợi tôi xử lý xong chuyện thiên thạch rồi tính sao. Rắc ca, xin lỗi, tôi chỉ có thể giúp mọi người đến đây thôi. Tăng cát, chạy mau, đừng nghĩ nữa, chạy mau đi. Rắc ca, đến lúc để cậu trổ hết tài năng rồi. Nhìn xem bảo bối này đi, nó là thứ cứng rắn nhất toàn thế giới. Đến lượt cậu phát huy bản lĩnh của mình rồi. Rắc ca, đừng liều mạng gì đâu triết nữa. Tôi không liều mạng gì bất cứ ai. Nổ mìn là tính mạng của tôi. Đúng thế. Những lúc thế này mới thể hiện được năng lực và bản lĩnh của cậu. Nổ tung nó cho tôi, nổ tan thành bột. Không hề suy xuyển. Rắc ca, dùng hết tất cả cho thuốc nổ đi. Tất cả. Đúng, tất cả. Toàn bộ. Toàn bộ. Nổ súng đi. Không hay rồi, mấy con này cũng đang đợi lửa tắt. Ông chủ, cẩn thận. Chó hoang, pháo sáng. Ranh con. Đi, chúng ta đi mau. Không, mấy đứa đi trước. Bố nhất định phải ở lại. Bố, từ từ thôi. Ở lại, ngăn cản đồ triết. Bố, bố không đi, con cũng không đi. Tuyết Lê, 10 năm qua bố rất muốn gặp lại con một lần, nhưng lại sợ đảo U Linh lộ diện trước mặt người đời. Chuyện hôm nay tất cả đều do bố mà ra. Bố nhất định phải ở lại bảo vệ đảo U Linh. Tăng Cát, cậu đưa Tuyết Lê đi. Bố,
Bố không đi, con cũng không đi. Được rồi, đừng cãi nữa, chúng ta không đi. Người nên đi là Đô Triết. Chó hoang, chó hoang, cậu làm sao vậy? Cậu ở đâu? Chó hoang, cậu không sao chứ? Cậu còn sống không? Chó hoang, chó hoang, cậu không sao chứ? Chó hoang, chó hoang, cậu không sao chứ? Bố nuôi. Tình khốn này. Khăn lụa đâu? Ở trong túi bố. Trắc ca, xong chưa? Nhanh lên. Sắp rồi, sắp rồi. Đợi thêm một lát. Chịu đựng một chút. Sao khủng long rắp to chạy hết rồi? Ngọc Tử, mau giải quyết bọn ranh đó. Dân, dùng để phòng thân. Ngọc Tử, tự bỏ đi. Bắt tôi tự bỏ, trừ khi tôi chết. Bố nuôi, con trả thù cho bố. Nhà khoa học cuối cùng cũng phá vỡ nguyên tắc của mình rồi. Tuyết Lê, cẩn thận. Đưa súng cho tôi. Ngọc Tử, Ngọc Tử, bố biết con đã cố hết sức rồi. Bố nuôi nhất định sẽ trả thù cho con. Thật không ngờ, tiến sĩ Triệu, cô lại biết dùng súng giết người. Đợi tôi lấy được thiên thạch, tôi sẽ bắt cô lấy một mạng đền một mạng. Nợ máu trả bằng máu. Đừng lại đây, đừng. Ôi tim tôi. Rắc ca, còn đợi gì nữa? Mau kích nổ thiên thạch đi. Đừng đừng đừng, đừng mà. Kích nổ thiên thạch, cả hòn đảo sẽ rơi xuống núi lửa. Chúng ta đều sẽ chết. Mạng con gái ông quan trọng hay thiên thạch quan trọng? Ông chủ đô, vì một tảng thiên thạch mà trả giá bằng cả mạng sống, có đáng không? Đáng. Tất nhiên là đáng. Cậu biết không, con người sau khi sống sung túc, sao có thể sống tiếp những ngày tháng khó khăn được. Tôi muốn dựa vào tảng thiên thạch này để mãi mãi sống sung túc. Rắc ca, còn đợi gì nữa? Cho nổ đi. Đừng mà. Rắc ca, đừng nghe ông ta. Nhưng tôi lên đảo là để đợi thời khắc này. Đúng thế. Rắc ca, nói đúng lắm. Chúng ta đã đợi cơ hội này bao nhiêu năm rồi? Chẳng phải là để nổ tung tảng thiên thạch này lấy urani sao? Có urani rồi thì chúng ta có thể chế tạo bom có quy lực khổng lồ. Đây chẳng phải ước mơ và thú vui của cả đời cậu sao? Đúng thế. Nổ mìn là nghệ thuật của tôi. Tôi không thể phá vỡ quy tắc của mình. Quy tắc là thứ cứng nhắc, con người phải biết linh động. Đây là Tuyết Lê, Tan Cát. Các người, các người muốn dùng hai đồng xu này để mua chuột Rắc Ca? Đúng là hoang đường. Mau, Rắc Ca, còn đợi gì nữa? Ra tay đi, Rắc Ca. Chúng ta là bạn. Rắc Ca,
ra đây đi. Đã nghe đủ chưa? Ừ, hôm nay hai người đã cứu mạng tôi. Nếu hai người có cần gì, nổ mìn gì đấy, rắc ca tôi gọi đâu có đó. Đây là bằng chứng. Chúng ta là bạn bè. Bạn bè? Chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà các người đã là bạn rồi. Rắc ca, cậu còn không ra tay thì tôi sẽ ra tay với cô ta đấy. Đừng. Ông chủ đô, tôi nghĩ kỹ rồi, tôi không cho nổ nữa. Công tắc ở đây, dây dẫn đã trải xong rồi. Muốn nổ thì ông tự kích đi. Tuyết Lê và Tan Cát từng cứu mạng tôi, họ là bạn của tôi. Xin ông tha cho Tuyết Lê, để chúng tôi đi đi. Ông chủ đô. Đúng, ông chủ đô, chúng tôi đều đồng ý cho ông kích nổ. Đúng. Trước tiên ông buông Tuyết Lê ra, thả Tuyết Lê ra. Chúng tôi giúp ông dời Thiên Thạch. Đúng. Rất tốt. Tốt nhất các người nói lời giữ lời. Tuyết Lê, không sao chứ? Đứng lại. Tất cả đứng lại cho tôi. Ai dám tiến lên một bước thì tôi giết kẻ đó. Hôm nay tôi không lấy được Thiên Thạch, ai cũng đừng hòng sống sót rời khỏi hòn đảo này. Rắc ca, cậu được đấy. Dám giở trò với tôi cơ à? Chơi tôi à? Cậu có tin sau khi trở về tôi sẽ giết cả nhà cậu không? Chính Ngọc ép tôi đấy. Nằm xuống. Tuyết Lê à, con có hối hận vì đã đến đảo U Linh không? Bố, bố có hối hận không? Thật ra khá hối hận. Phải, từ đầu đến cuối đã hy sinh quá nhiều tính mạng. Chúng ta không nên quấy nhiễu chúng. Người của thế giới này không phải chúa tể, động vật cũng không phải, không ai có tư cách xâm lược lãnh thổ của đối phương. Ôi được rồi, được rồi, được rồi, đừng xến xúa nữa. Xến cũng không ra hồn, nổi hết cả da gà rồi này. Nè, tôi thấy bốn chúng ta nên thành lập một đội thám hiểm chuyên nghiệp. Vậy cũng Long Bảo Chúa của tôi phải cùng gia nhập chứ gì nữa. Bố, con muốn cưỡi nó chơi. Cưỡi ngựa con còn không dám cưỡi nữa là. Đúng rồi, Tăng Cát và Rắc Ca, con thích ai thế? Bố, sao bố lại hỏi chuyện này? Rắc Ca, Triệu Tuyết Lê, Tăng Cát bị kết án 6 năm tù vì vi phạm pháp luật địa phương.